pháo kích dữ dội, Ukraine sơ tán hàng loạt tại Sumy. Ông Putin nói sẽ trừng phạt Ukraine vì tấn công gây gián đoạn cuộc bầu cử. Viện trợ cho Ukraine cạn kiệt, Thủ tướng Ba Lan nói phải huy động toàn bộ châu Âu. Bác đề xuất ngừng bắn, Israel phê chuẩn chiến dịch tiến quân vào Rafa. Hamas và Houthi có cuộc gặp để bàn cách đối phó với Israel. Hãng Reuters đưa tin, Ukraine bắt đầu sơ tán hàng loạt các cộng đồng tại tỉnh Sumy phía Bắc và gần biên giới Nga sau thời gian bị dội pháo kéo dài. Tại khu vực gần cộng đồng Velikopilsatskaya, chính quyền quân sự vùng Sumy cho biết hơn 180 cư dân đã được sơ tán trong 3 ngày qua. Giới chức Sumy từ lâu đã đưa ra các báo cáo hàng ngày về việc Nga pháo kích, với các cuộc tấn công ngày càng gia tăng. Những khu vực được sơ tán chứng kiến tình hình căng thẳng nhất trong thời gian gần đây, với 3 người thiệt mạng và 13 người bị thương trong 5 ngày qua tổng cộng hơn 4.500 cư dân đã được sơ tán khỏi 22 ngôi làng ở vùng Sumi, Cộng đồng Velikopisatska nằm cách làng Kozinka vài km phía bên kia biên giới Nga. Làng Kozinka thuộc tỉnh Bengorod là nơi chính quyền địa phương tuần này cho biết một cuộc tấn công của các nhóm vũ trang gây thiệt hại đáng kể. Các nhóm này tự nhận là những người Nga phản đối Điện Kremlin và cho biết họ đang tiến hành một hoạt động quân sự trong khu vực. Thống đốc vùng Bengorod, Vyacheslav Gladkov cho biết các cuộc pháo kích và các khu vực thuộc quyền quản lý của ông vẫn tiếp diễn khiến một người bị thương. Tại phía nam Ukraine, giới chức nước này cho hay Nga phóng tên lửa đạn đạo trúng một khu dân cư ở thành phố cảng Odessa bên bờ biển đen ngày 15 tháng 3, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương. Ở diễn biến khác, trước đó, quân đoàn tự do Nga FRL, nhóm dân quân thân Ukraine đã đăng lên mạng xã hội video lực lượng này tập kích một vị trí tại làng Tetkino thuộc tỉnh Kursk ở Nga. Video này được quay bằng thiết bị bay không người lái drone trinh sát, cho thấy xe thiết giáp BRT-80 của Nga di chuyển rồi dừng lại ở khu vực có nhiều ngôi nhà để đổ quân. Dựa vào tọa độ được drone chuyển về, FRL liên tiếp pháo kích khu vực này, khiến hai ngôi nhà bốc cháy dữ dội. Nhóm này sau đó di chuyển về phía làng Kozinka thuộc tỉnh Bengorod của Nga. Quân đội Nga sử dụng pháo và máy bay tấn công lực lượng xâm nhập ngôi làng, đồng thời dùng hệ thống giải mìn từ xa để ngăn viện binh đối phương kéo đến. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chịu tổn thất đáng kể, các tay súng bắt đầu rút lui về lãnh thổ Ukraine, lạc vào bãi mìn và bị hạ một toán cố thủ trong một ngôi nhà gần biên giới và bị các đơn vị Nga vô hiệu hóa. Quân đội Nga tuyên bố hạ tổng cộng 50 tay súng xâm nhập từ phía Ukraine và tái kiểm soát hoàn toàn làng Kozinka. Trong bối cảnh quân đội Nga đang phát huy đà tiến công lên toàn bộ phòng tuyến của Ukraine, các động thái tấn công biên giới mù nhừ trên dường như đang là một trong các lựa chọn giúp phía Ukraine có thêm thời gian cân bằng lại thế trận. Cuộc tấn công vào biên giới Nga-Ukraine lần này tuy có nhiều nét tương đồng với các cuộc xâm nhập chớp nhoáng từ phía Ukraine vào vùng Bengorod của Nga vào mùa xuân và mùa hè năm 2023 nhưng lại diễn ra sau khi Nga đã hoàn thành tuyến phòng thủ kiên cố được cho là kéo dài từ phía Bắc vùng Kursk đến phía Nam vùng Belgorod và sự điều động tăng cường các lực lượng thiện chiến người Chechnya đến đây từ tháng 6 năm 2023. Do đó, mặc dù các nhóm vũ trang thân Ukraine đã tự nhận họ chiếm được làng Tekino, nhưng vị trí này chỉ thuộc vùng đệm dân sự ngay trước phòng tuyến của Nga, nên áp lực chiếm đóng này chắc chắn sẽ không kéo dài lâu. Động thái này làm xuất hiện nghi vấn rằng các nhóm vũ trang thân Ukraine đặt mục tiêu phân tán quân đội Nga từ tiền tuyến quay về hậu phương để củng cố các điểm yếu ở biên giới nga ukraina Thực tế cũng cho thấy, quân đội Nga đang di chuyển lực lượng dự bị chiến thuật tới các khu vực mới ở tiền tuyến như ở khu vực quanh thành trì Adipka vừa kiểm soát, nhằm tạo xu hướng tái lập quy mô lớn cho các mũi tiến công sâu hơn về hướng Tây của Ukraine. Hôm 15 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Ukraine sẽ không thể né tránh sự trừng phạt vì phá hoại cuộc bầu cử bằng cách nhắm vào dân thường. Cùng ngày, một quan chức Ukraine cảnh báo xung đột sẽ lan xa tới Nga. Theo Reuters, phát biểu trước các thành viên Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, nhằm làm gián đoạn quá trình bỏ phiếu và đe dọa Nga, ít nhất ở khu vực biên giới, Kiev đang cố gắng tấn công vào các khu định cư dân sự ở Nga. Những cuộc tấn công này sẽ không tránh khỏi bị trừng phạt. Ông Putin cũng khẳng định 95% số đạn pháo và tên lửa đã bị các lực lượng phòng không Nga bắn hạ, song các đòn tấn công của Kiev cũng gây ra thương vong cho dân thường Nga. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định đã có bốn cuộc tấn công vào tỉnh Belgorod và một cuộc tấn công vào tỉnh Kursk do lực lượng ủy nhiệm vũ trang của Ukraine có khoảng 2.500 người tiến hành. Cũng theo ông Putin, lực lượng ủy nhiệm đó có 35 xe tăng và 40 xe bọc thép. Ông khẳng định lực lượng ủy nhiệm đã mất khoảng 60% quân và một nửa số xe bọc thép. Cách đây ít hôm, các nhóm vũ trang chống điện Kremlin gồm quân đoàn tự do Nga Tiểu đoàn Siberia và quân đoàn tình nguyện Nga đã phát động một cuộc đột kích vào lãnh thổ Nga gần biên giới. Bộ Quốc phòng Nga đã đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập qua biên giới của các lực lượng ủy nhiệm của Ukraine trong nhiều ngày qua. Truyền thông Nga cho rằng những vụ tấn công qua biên giới gần đây là nỗ lực làm mất uy tín giới chỉ huy quân đội và lãnh đạo chính trị, cũng như làm gián đoạn hoạt động chuẩn bị bầu cử Tổng thống. Theo các chuyên gia phương Tây, những vụ pháo kích và xâm nhập lãnh thổ buộc Moscow phân tán lực lượng để đối phó và khiến an ninh biên giới của Nga bị suy yếu. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định những nỗ lực tập kích qua biên giới bất thành có thể mang lại lợi thế cho Nga trên mặt trận thông tin, giúp công chúng nước này đoàn kết và ủng hộ chính quyền. Cuộc bầu cử tổng thống Nga đã và đang diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 3. Đây là năm đầu tiên hình thức bỏ phiếu trực tuyến từ xa được áp dụng có bốn ứng cử viên tham gia tranh cử Tổng thống Nga bao gồm ông Vladimir Putin, ứng cử viên độc lập, ông Vladislav Davankov, đảng những con người mới, ông Leonid Slutsky, đảng Dân chủ tự do Nga, LDPR, và ông Nikolai Kharitonov, thuộc Đảng Cộng sản Liên bang Nga, CPRF. Các dự báo đều cho thấy Tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin có khả năng nắm chắc phần thắng để tiếp tục giữ ghế Tổng thống đến năm 2030. Reuters đưa tin, ngày 15 tháng 3, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Mỹ đã cố gắng tiến hành các hoạt động gây ảnh hưởng chống lại chính quyền Nga nhiều năm qua. Ông Peskov nói, có thể nói một điều là chúng tôi, tức Nga, đã phải trải qua các hoạt động như vậy trong nhiều năm. Mỹ cùng các cơ quan liên quan và các cơ quan tình báo đã làm điều tương tự với đất nước của chúng tôi và hiện vẫn đang cố gắng thực hiện điều đó. Ông cũng nhấn mạnh, Nga đã thực hiện các hành động quyết đoán nhằm bảo vệ bối cảnh chính trị trong nước và xã hội Nga khỏi các nỗ lực can thiệp từ Mỹ. Người phát ngôn điện Kremlin nói, xong điều này không có nghĩa họ, tức Mỹ, đang từ bỏ nỗ lực của mình. Ông Peskov cũng không loại trừ nghi vấn Washington có thể đang thực hiện các chiến dịch tương tự nhằm chống lại chính phủ các quốc gia khác. Hồi đầu tuần, cơ quan tình báo nước ngoài của Nga cáo buộc Mỹ cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Nga. Họ cũng cho rằng Washington thậm chí còn lên kế hoạch tấn công mạng nhằm vào hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của Moscow. Cũng trong ngày 15 tháng 3, tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin đã thực hiện quyền bầu cử của mình trong cuộc bầu cử tổng thống. Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Putin, nói với báo chí Nga rằng Tổng thống chọn bỏ phiếu theo cách này vì đơn giản là rất thuận tiện. Giống ông Putin, hàng triệu cử tri Nga đã thực hiện quyền công dân. Sau 4 giờ mở cửa các điểm bỏ phiếu trên toàn nước Nga, đến 12 giờ, giờ Moscow, tức 16 giờ giờ Hà Nội, ngày 15 tháng 3, Ủy ban Bầu cử Trung ương Liên bang Nga đã công bố tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống đạt 5,47% bao gồm cả các cuộc bỏ phiếu sớm dành cho các cử tri ở các khu vực xa xôi, khó tiếp cận, diễn ra từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 14 tháng 3. Tại khu vực bầu cử Moscow, trong vòng 4 giờ đã có 1,3 triệu cử tri bỏ phiếu điện tử, trong khi số cử tri sử dụng lá phiếu giấy là hơn 212.000. Liên quan các cuộc bỏ phiếu sớm, Ủy ban Nhân quyền Liên bang Nga khẳng định chưa ghi nhận sự cố nào trong quá trình bỏ phiếu sớm ở hơn 40 khu vực. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, bà Ela El Pamfilova xác nhận gần 2,6 triệu cử tri trên khắp nước Nga đã thực hiện bỏ phiếu sớm. Ngay trong sáng ngày 15 tháng 3, đoàn quan sát viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, SCO, do Tổng thư ký Giang Minh dẫn đầu đã đến thăm 3 điểm bỏ phiếu. Ông Giang Minh khẳng định hoạt động bỏ phiếu đang diễn ra theo đúng kế hoạch, có tổ chức. Cho tới thời điểm hiện tại, cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra an toàn, song Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cũng đưa ra một số cảnh báo đối với các dấu hiệu vi phạm. Ủy ban Nhân quyền Liên bang Nga đã thông báo về dấu hiệu của các hành động thách thức và tấn công vào hệ thống điện tử. Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp ở Trung tâm Thông tin của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, Chủ tịch Ủy ban Pamfilova đã thông tin về một số trường hợp các đối tượng sử dụng thẻ nhà báo giả để có mặt tại các điểm bỏ phiếu ở thành phố Saint Petersburg và một số vùng với mục đích thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Ngày 15 tháng 3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tiếp đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại thủ đô Berlin. Sau khi căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo này trong thời gian gần đây bùng phát do những khác biệt trong cách thức hỗ trợ Ukraine, sau cuộc gặp xua tan bầu không khí nặng nề tại phủ thủ tướng, hai ông Scholz và ông Macron cùng thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tham gia cuộc tham vấn khẩn về việc châu Âu tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev. Ông Tusk cho biết Paris, Berlin và Warsaw phải huy động toàn bộ châu Âu để cung cấp viện trợ mới cho Ukraine. Tuy nhiên, những bất đồng giữa ông Macron và Scholz có nguy cơ làm suy yếu sự hợp tác giữa hai nước đồng minh. Ukraine đang phải đối mặt với một loạt thất bại trên chiến trường trong nỗ lực đẩy lùi lực lượng Nga do quân đội của Kiev phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng, trong khi viện trợ quân sự của phương Tây đã cạn kiệt. Gói viện trợ khổng lồ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ vẫn bị các nghị sĩ Đảng Cộng hòa cánh hữu chặn tại Quốc hội và tổng thống Joe Biden đã thừa nhận rằng khoản hỗ trợ tạm thời 300 triệu đô la Mỹ được công bố trước đó gần như không đủ. Trong một diễn biến khác, theo đại diện của trụ sở điều phối trao đổi tù nhân xung đột của Ukraine, 100 thi thể quân nhân nước này thiệt mạng đã được trao trả cho Kiev. Dự kiến sẽ sớm tiến hành thủ tục nhận dạng sau đó thi thể sẽ được bàn giao cho các gia đình nạn nhân. Các thành viên Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đã đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện quá trình trao trả những thi thể về Ukraine. Theo đài RT, ông Joseph Borrell, cao ủy EU về chính sách đối ngoại và an ninh, đã đưa ra cảnh báo trên sau cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm cả Ngoại trưởng Antony Blinken. Ông Borrell nhấn mạnh, Ukraine rất cần viện trợ bổ sung, vốn đang bị ách tắc tại Hạ viện Mỹ. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU nói, những tháng tiếp theo sẽ mang tính quyết định nhiều nhà phân tích đã phỏng đoán về một chiến dịch tấn công lớn của nga vào mùa hè này và ukraine không thể đợi cho đến khi có kết quả cuộc bầu cử mỹ tiếp theo ông borrell lưu ý chiến thắng của nga trong cuộc xung đột sẽ ảnh hưởng lớn đến mỹ và hệ thống liên minh được xây dựng xung quanh mỹ và châu âu theo ông nếu viễn cảnh ukraine thua xảy ra có thể không còn quốc gia nào tin washington sẽ đến giúp đỡ các đồng minh trong trường hợp họ bị tấn công vì ukraine không phải là thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato nên mỹ không có nghĩa vụ ràng buộc phải bảo vệ quốc gia đông âu này song Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hứa sẽ giúp Kiev chống lại Moscow chừng nào họ còn cần. Ông Borrell cam kết EU sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nhưng quả quyết Mỹ cũng cần phải làm điều đó. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, đối với chúng tôi, đây là vấn đề sống còn. Đối với Mỹ, đây là vấn đề cải thiện vị thế chiến thuật của họ trên toàn cầu và ở châu Âu. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, thành viên Đảng Cộng Hòa cho biết dự luật viện trợ bổ sung cho Ukraine và Israel sẽ được đưa ra bỏ phiếu riêng rẽ trong vài tuần tới. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy lãnh đạo phe Cộng Hòa ở Hạ viện dường như đã nhượng bộ trong vấn đề viện trợ cho Ukraine sau nhiều tháng kiên quyết phản đối. Dự luật viện trợ quân sự trị giá 95 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, Israel và Đài Loan, Trung Quốc được Thượng viện Mỹ thông qua hồi tháng 2 với tỷ lệ áp đảo trong đó 22 thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã cùng bỏ phiếu thuận với hầu hết thành viên phe Dân Chủ. Dự luật sau đó được chuyển tới Hạ viện xem xét. Tuy nhiên, một nhóm nhỏ nghị sĩ Cộng Hòa trung thành với cựu Tổng thống Donald Trump, người phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine, đã đe dọa sẽ phế chuất Chủ tịch Hạ viện Johnson nếu ông đưa dự luật ra bỏ phiếu. Dưới áp lực của nhóm nghị sĩ cực hữu này, Johnson đã chỉ hoãn đưa dự luật ra bỏ phiếu suốt nhiều tuần qua khiến gói viện trợ 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine bế tắc giữa lúc nước này gặp rất nhiều khó khăn trên chiến trường. Nhưng có vẻ như các thành viên dân chủ tại Hạ viện đã tìm ra một vũ khí hiếm khi được sử dụng để buộc Johnson phải đổi ý, đó là kiến nghị vượt quyền. Theo quy trình thông thường, một dự luật trước khi đưa ra bỏ phiếu phải được các ủy ban do Chủ tịch Hạ viện chỉ định xem xét, đánh giá. Quy định này giúp Chủ tịch Hạ viện có thể trì hoãn việc bỏ phiếu thông qua dự luật trong thời gian dài. Nhưng nếu một kiến nghị vượt quyền được đệ trình và nhận được chữ ký của đa số nghị sĩ, dự luật sẽ được đưa thẳng lên Hạ viện để bỏ phiếu mà không cần báo cáo đánh giá từ ủy ban. Khi bị vượt quyền, cả Chủ tịch Hạ viện và các ủy ban liên quan sẽ không thể làm gì để ngăn cản việc bỏ phiếu với dự luật. Các thành viên dân chủ tại Hạ viện tuần qua đã bắt đầu nỗ lực kiến nghị vượt quyền nhằm buộc Hạ viện bỏ phiếu về dự luật viện trợ Ukraine, Israel và Đài Loan đã được Thượng viện thông qua một nhóm nhỏ các nghị sĩ lưỡng đảng cũng thúc đẩy kiến nghị thứ hai kết hợp điều khoản viện trợ của Ukraine, Israel và Đài Loan với các biện pháp kiểm soát an ninh biên giới trong dự luật mới. Để kiến nghị thành công, họ cần thu thập được ít nhất là 218 chữ ký của các nghị sĩ. Kiến nghị đầu tiên có 177 người ủng hộ nhưng đều đến từ các thành viên dân chủ chiếm thiểu số tại Hạ viện. Do một số đảng viên dân chủ cấp tiến từ chối ủng hộ điều khoản viện trợ cho Israel, nên phe kiến nghị có thể sẽ phải thuyết phục được nhiều đảng viên cộng hòa ủng hộ các kiến nghị vượt quyền kiểu này rất ít khi được thực hiện tại hạ viện mỹ do chúng có cơ hội thành công rất thấp các thành viên thuộc đảng chiếm đa số thường không muốn ký vào kiến nghị vì lo sợ bị coi là làm suy yếu khả năng lãnh đạo của đảng nhưng trong tình cảnh nội bộ đảng cộng hòa tại hạ viện đang rất chia rẽ cơ hội thành công của kiến nghị bỗng trở nên cao hơn yêu cầu khẩn cấp về viện trợ cho ukraine dường như cũng sẽ thúc đẩy những người cộng hòa có chính sách đối ngoại cứng rắn hướng tới ủng hộ kiến nghị nếu họ tin rằng cần phải thông qua gói viện trợ ukraine ngay lập tức chưa rõ các kiến nghị này có đạt được đa số hay không nhưng chúng dường như đang tạo ra tác động hiếm thấy trên chính trường mỹ khi buộc phe cộng hòa phải thay đổi quan điểm về gói viện trợ cho ukraine giới chuyên gia nhận định chủ tịch ủy ban nội quy hạ viện tom ker cho rằng sớm hay muộn gói viện trợ nước ngoài cũng sẽ được bỏ phiếu vì vậy chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một gói viện trợ của riêng mình và đưa nó lên hoặc phải chấp nhận bất cứ điều gì mà kiến nghị vượt quyền tạo ra. Bình luận của Cole đề cập đến tác động lớn nhất có thể xảy ra nếu phe dân chủ hội đủ sự ủng hộ cho kiến nghị vượt quyền của mình. Mối đe dọa từ kịch bản đó được cho là đã gây sức ép lớn buộc lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện phải cân nhắc hành động. Ở một diễn biến khác liên quan đến xung đột Nga-Ukraina, Liên minh châu Âu EU ngày 13 tháng 3 nhất trí thông qua gói viện trợ trị giá 5,5 tỷ đô la Mỹ dành cho Kiev. Sau quyết định này, người đứng đầu chính sách đối ngoại EU, Josep Borrell tuyên bố trên nền tảng X rằng thông điệp rất rõ ràng, chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi cách để Ukraina giành chiến thắng. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina Dmytro Kuleba khẳng định, chúng tôi mong đợi quyết định cuối cùng được thông qua tại cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Đối ngoại EU. Năm ngoái, EU cam kết cung cấp 1 triệu đạn pháo cho Ukraina trước hạn chót tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, EU đến giờ mới chỉ cung cấp được khoảng 50% mục tiêu này. Trong bối cảnh bế tắc trên chiến trường do thiếu đạn dược và nhân lực, Ukraine tăng cường tấn công sâu và đằng sau chiến tuyến của Nga, nhắm vào tàu chiến, các tuyến đường sắt và sân bay của đối phương nhằm làm giảm bớt các hoạt động quân sự của Moscow. Gần đây nhất, chiến dịch này của Kiev tập trung vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ, đánh vào các nhà máy lọc dầu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Trong các cuộc tấn công ngày 12, 13 tháng 3, UAV Ukraine đã tấn công 4 cơ sở lọc dầu của Nga. Kể từ đầu năm tới nay, Ukraine tuyên bố đã tiến hành gần chục cuộc tấn công như vậy. Các chuyên gia và giới chức Ukraine cho hay Kiev hy vọng sẽ có thể làm gián đoạn các tuyến hậu cần và hoạt động chiến đấu của Nga bằng cách nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu, nơi cung cấp nhiên liệu cho xe tăng, máy bay chiến đấu và các thiết bị quân sự quan trọng khác của Moscow. Kiev cũng hy vọng có thể làm giảm lợi nhuận mà Nga kiếm được từ việc xuất khẩu các mặt hàng dầu mỏ và gây gián đoạn thị trường dầu mỏ nội địa của Nga. Ông Mikhail Krutikhin, một nhà phân tích năng lượng độc lập ở Oslo, Na Uy cho hay các cuộc tấn công đã khiến Nga phải ban hành lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong 6 tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 để đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong nước trong thời gian sửa chữa các nhà máy lọc dầu bị hư hại. Trong một bản cập nhật tình báo công bố tuần trước, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng có khả năng công suất lọc dầu của Nga đã tạm thời bị giảm do các cuộc tấn công của Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin ngày 13 tháng 3 nói rằng mục tiêu của các cuộc tấn công vào cơ sở lọc dầu cùng với cuộc xâm nhập của các nhóm vũ trang được Ukraine hậu thuẫn vào lãnh thổ Nga trong tuần này là nhằm làm gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống ở Nga. Lý do UAV Ukraine nhắm vào các cơ sở lọc dầu của Nga khá rõ ràng theo chuyên gia về năng lượng krutikhin và giáo sư Damian Ernst thuộc đại học League ở bỉ nga có rất nhiều nhà máy lọc dầu và chúng nằm giải rác trên khắp lãnh thổ nga moscow không thể bố trí hệ thống phòng không để bảo vệ tất cả các cơ sở đó nhiều nhà máy bị tấn công nằm ở phía tây gần ukraine hơn các nhà máy lọc dầu nói riêng là trọng tâm hàng đầu vì chúng biến dầu thô thành các sản phẩm có giá trị như xăng dầu diesel dầu hỏa và nhiên liệu máy bay không giống như các cơ sở hạ tầng khác như đường ống dẫn dầu, các nhà máy lọc dầu có nhiều máy móc với các quy trình kỹ thuật phức tạp, có thể mất tới vài tháng để sửa chữa nếu chúng bị hư hại. Việc sửa chữa có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường do các lệnh trừng phạt của phương Tây cấm bán một số linh kiện nhất định cho Nga. Sau các cuộc tấn công ngày 12, 13 tháng 3, hai nhà máy lọc dầu gần Nizhny Novgorod, phía đông Moscow và ở khu vực phía nam Rostov tạm thời bị dừng hoạt động. Theo chính quyền địa phương, hỏa hoạn cũng bùng phát tại hai nhà máy lọc dầu khác của Nga. Việc các cơ sở lọc dầu của Nga bị gián đoạn hoạt động không có nghĩa là Ukraine thực sự có thể làm suy yếu gã khổng lồ năng lượng, vốn là cốt lõi của nền kinh tế Nga và đem lại nguồn tiền để Moscow duy trì chiến dịch quân sự đặc biệt. Hiện vẫn chưa rõ tác động của các cuộc tấn công nói trên đối với cục diện trên chiến trường. Nga vẫn đang có lợi thế và liên tục dồn ép dọc chiến tuyến trong những tuần gần đây. Ông Sergei Vakulenko, cựu giám đốc cấp cao của Gazprom và hiện là chuyên gia năng lượng tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế cho biết Nga đang sản xuất nhiều dầu diesel hơn mức cần thiết để cung cấp cho quân đội. Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Nga cho tới nay hầu như không ảnh hưởng đến công suất sản xuất dầu diesel và ảnh hưởng khá nhỏ đối với doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Nga. Trước đây đã có nhiều nỗ lực nhằm làm suy yếu ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022, các nước phương Tây đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt sâu rộng nhắm vào lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt và than đá của Nga. Hầu hết châu Âu đã từ bỏ năng lượng Nga. Dù vậy, Nga đã tìm cách làm giảm tác động bằng cách mở rộng bán hàng sang các nước thân thiện hơn, chủ yếu là Trung Quốc và Ấn Độ, thậm chí đầu tư vào đội tàu bóng tối để tiếp tục xuất khẩu dầu ra thế giới. Thứ trưởng năng lượng Nga Pavel Sorokin ngày 14 tháng 3 cho hay Nga đang xoay trục một lần nữa để đối phó với thách thức mới. Ông dự đoán sản lượng của các nhà máy lọc dầu sẽ giảm trong năm nay nhưng nhấn mạnh Nga có nhiều lựa chọn và thay vào đó sẽ tăng xuất khẩu dầu thô. Ông Sorokin nói, tình hình vẫn ổn định và không có gì đột biến, xuất khẩu dầu mỏ sẽ cao hơn. Phát biểu trong cuộc họp chính phủ ngày 14 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh cần đặc biệt quan tâm và cấp vốn kịp thời cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân trong vũ trụ. Tại cuộc họp, ông Putin khẳng định trong một số lĩnh vực, Nga có năng lực tốt hơn những nước khác và thậm chí có một số nền tảng đáng tự hào và đáng tin cậy trong tương lai. Ví dụ kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân hoạt động trong vũ trụ được Bộ trưởng Công thương Nga Denis Manturov đề cập trong báo cáo đưa ra trước đó. Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ cần đặc biệt chú ý đến việc phát triển và đưa vào vận dụng những công nghệ như vậy để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh trong tương lai. Theo đó, Tổng thống Putin đã chỉ đạo Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov và Thủ tướng Mikhail Mishustin đặt ra các ưu tiên trong vấn đề này. Trước đó, Bộ trưởng Công thương Nga Denis Manturov đã đề cập dự án quốc gia nhằm tăng cường chủ quyền truyền thông vũ trụ của nước này, trong đó đề cập tới kế hoạch tạo ra các mô-đun vận chuyển dựa trên nhà máy điện hạt nhân, phát triển và sản xuất các phương tiện phóng triển vọng cũng như xây dựng một trạm quỹ đạo của Nga. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga Putin cũng tuyên bố nước này đứng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân và tạo ra năng lượng hạt nhân cho một số nước từ con số 0, nhiều nước vẫn phải phụ thuộc vào Nga trong lĩnh vực này. Tổng thống Putin nói thêm rằng các chuyên gia đang được đào tạo ở một số quốc gia và tất cả cơ sở hạ tầng cần thiết đang được phát triển, tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt. Ví dụ, tập đoàn hạt nhân Nga Rosatom đang xây dựng 22 tổ máy điện hạt nhân ở 7 quốc gia. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin lưu ý rằng năng lượng hạt nhân cũng đang tích cực được phát triển trong nước. Theo trang web của Điện Kremlin, dự kiến đến năm 2045, tỷ trọng điện hạt nhân trong cán cân năng lượng của Nga sẽ tăng lên 25%. Các nước Trung và Đông Âu đặc biệt phụ thuộc vào nhiên liệu của Nga có tổng cộng 18 lò phản ứng hạt nhân do Nga thiết kế ở Slovakia, Bulgaria, Hungary, Cộng hòa Séc và Phần Lan hiện đang hoạt động bằng nhiên liệu của Nga và dựa vào công nghệ của Nga. Nguyên liệu hạt nhân có nguồn gốc từ tập đoàn hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga và các đơn vị của công ty giúp tạo ra gần một nửa tổng lượng điện được sản xuất ở Slovakia và Hungary và hơn một phần ba ở Cộng hòa Séc và Bulgaria. Sự phụ thuộc của EU bắt nguồn từ ảnh hưởng quá lớn của ngành công nghiệp hạt nhân Nga trên toàn cầu. Nga chiếm hơn 45% công suất làm giàu uranium của thế giới, cung cấp nhiên liệu nguyên tử cho các nhà máy điện hạt nhân ở một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ, quốc gia bất chấp lệnh trừng phạt khắc nghiệt đối với Moscow, vẫn tiếp tục trả 1 tỷ đô la Mỹ, hơn 900 triệu euro mỗi năm để mua nhiên liệu từ Rosatom. Dữ liệu của cơ quan cung cấp Rosatom cho thấy, gần 20% lượng uranium thô mà EU nhập khẩu đến từ Nga, với 23% khác đến từ Kazakhstan, nơi Rosatom cũng có ảnh hưởng lớn. Nga cũng cung cấp một tỷ lệ lớn thanh nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân ở châu Âu. Chủ tịch Liên minh Nông nghiệp Séc Martin Pichar cho biết, nông dân Séc sẽ tham gia các cuộc biểu tình chung ở châu Âu vào ngày 20 tháng 3, một ngày trước khi diễn ra cuộc họp của Hội đồng châu Âu. Trong một thông cáo báo chí, Liên minh Nông nghiệp Séc cho biết, ngoài nông dân từ Đức, Hà Lan và Bỉ sẽ tham gia biểu tình. Hiệp hội Doanh nhân Nông nghiệp Séc Moravian cũng sẽ yêu cầu sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ từ Hungary, Slovakia, Croatia, Romania, Litva, Latvia, Slovenia hoặc Bulgaria, những nước đã ký tuyên bố chung ngày 22 tháng 2. Theo ban tổ chức, các cuộc biểu tình có thể diễn ra dưới hình thức họp, thảo luận công khai nhằm giải thích những vướng mắc của nông dân khiến công việc của họ gặp khó khăn. Ngoài ra, nó cũng có thể là những đoàn xe máy móc nông nghiệp diễu hành ở các thị trấn trong vùng hoặc tại các cửa khẩu biên giới. Mục đích của các cuộc biểu tình là thu hút sự chú ý đến những vấn đề lâu dài chưa được giải quyết của người trồng trọt và chăn nuôi, cũng như cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc trong lĩnh vực nông nghiệp không chỉ ở cấp độ quốc gia mà còn cả ở cấp châu Âu. Trong một phản ứng từ chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Marek Viboni cho biết, ông phần nào hiểu rằng phản ứng của nông dân xét nhằm thể hiện sự đoàn kết cùng các đồng nghiệp châu Âu của mình. Tuy nhiên, ông kêu gọi nông dân không dùng thiết bị, phương tiện lao động của họ để cản trở giao thông. Trong khi đó tại Ba Lan, hãng thông tấn nhà nước Ba Lan PAP cho biết nông dân Ba Lan đã giảm quy mô biểu tình và cho phép tăng số lượng xe tải đi qua cửa khẩu biên giới Dorohusk với Ukraine, song từ chối dỡ bỏ hoàn toàn phong tỏa đối với khu vực này. Theo lãnh đạo cuộc biểu tình, số lượng xe tải được phép di chuyển qua biên giới đã tăng lên 5 chiếc mỗi giờ so với một hoặc hai chiếc như trước đây. Ông cũng khẳng định tất cả các xe tải mắc kẹt ở đó sẽ được phép đi qua như một cử chỉ thiện chí với tình hình hiện nay. Nông dân Ba Lan và nhiều quốc gia liên minh châu Âu đã kêu gọi thay đổi các hạn chế đặt ra trong kế hoạch thỏa thuận xanh của EU nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và tái áp đặt thuế hải quan đối với hàng nông sản nhập khẩu từ Ukraine đã được miễn sau lệnh trừng phạt của Nga. Ở nhiều nơi khác, nông dân Ba Lan cho biết họ sẽ chặn cửa khẩu biên giới nước này với Slovakia tại Sine đến cuối tháng 3 nhóm biểu tình có kế hoạch cho một xe tải đi qua mỗi giờ. Theo truyền thông Ba Lan, một cuộc biểu tình diễn ra vào ngày 13 tháng 3 tại cửa khẩu Bavinec ở biên giới Ba Lan, Slovakia, nơi nông dân đang kiểm tra hàng hóa trên mỗi xe tải, gây ùn tắc giao thông. Những người nông dân chia sẻ rằng các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine và Nga đang vào Ba Lan thông qua Slovakia, cũng là một quốc gia thuộc EU. Trước đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cam kết giảm lượng ngũ cốc dư thừa trên thị trường nội địa trong các cuộc đàm phán với nông dân nhưng các nhà lãnh đạo liên đoàn cho biết họ sẽ tiếp tục phản đối các giải pháp chính phủ đưa ra. Nông dân trên khắp Liên minh châu Âu EU đã kêu gọi thay đổi các hạn chế đặt ra trong kế hoạch thỏa thuận xanh của khối nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và áp thuế hải quan đối với hàng nông sản nhập khẩu từ Ukraine, vốn được miễn sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Bà Lan cũng đã kêu gọi EU cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Nga và Belarus. Tại Vác các cuộc biểu tình của hàng chục nghìn nông dân và những người ủng hộ đã kết thúc bằng các cuộc đụng độ bạo lực với cảnh sát trong thời gian gần đây. Nghị viện châu Âu thông báo sẽ kiện Ủy ban châu Âu, cơ quan hành pháp cao nhất của Liên minh châu Âu EU, về quyết định dỡ phong tỏa hàng tỷ euro trong ngân sách dành cho Hungary. Các tranh cãi bắt nguồn từ việc EU cuối năm 2022 đã đóng băng 22 tỷ euro phân bổ từ ngân sách chung của Liên minh dành cho Hungary viện dẫn các lo ngại về tính độc lập của các thẩm phán tại nước này, cũng như những cáo buộc Budapest vi phạm hiến trương EU về các quyền cơ bản như di cư, cộng đồng LGBTQ, cộng đồng của những người đồng tính, song tính, chuyển giới và tự do học thuật. Tuy nhiên, tháng 12 năm ngoái, Ủy ban châu Âu EC đã giải ngân 10,2 tỷ euro từ các quỹ bị đóng băng nói trên, đồng thời tuyên bố Hungary đã đạt được tiến bộ trong việc tăng cường sự độc lập về tư pháp của mình. Động thái diễn ra ngay trước cuộc họp của Hội đồng châu Âu nhằm thảo luận về gói viện trợ quân sự trị giá 50 tỷ euro cho Kiev mà Budapest phản đối, cũng như việc bắt đầu quá trình đàm phán kết nạp Ukraine vào khối. Theo đài RT, lãnh đạo các đảng trong Nghị viện châu Âu đã nhất trí kiện EC lên toán công lý châu Âu vì vụ việc trên. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola tiết lộ đơn kiện sẽ được gửi trước ngày 25 tháng 3. Ông Savama lưu ý thêm, quyết định phân bổ ngân sách do toàn thể ủy viên EC không phải mình Chủ tịch Ursula von der Leyen đưa ra. EC đã bác bỏ các cáo buộc, phát ngôn viên EC quả quyết. Ủy ban đã hành động tuân thủ đầy đủ luật pháp EU và sẽ bảo vệ quyết định của mình trước tòa án liên minh. Tuy nhiên, tờ Financial Times nhận định, vụ kiện có thể làm phức tạp nỗ lực tái tranh cử chức chủ tịch EC nhiệm kỳ thứ hai của bà von der Leyen trong năm nay. Chuyển sang một diễn biến khác, người đứng đầu EU, bà Ursula von der Leyen cho biết, khối này đang khuyến nghị các quốc gia thành viên mở các cuộc đàm phán thành viên chính thức với Bosnia-Herzegovina trong bối cảnh nước này đã đạt nhiều tiến bộ tích cực với các tiêu chí thành viên. Cuộc xung đột ở Ukraine đã thêm động lực cho những nỗ lực mở rộng khu vực Đông và Trung Âu của Liên minh châu Âu-EU. Quốc gia khu vực Ban Căng, Bosnia-Herzegovina là ứng cử viên chính thức trở thành thành viên EU kể từ năm 2022, nhưng cần thực hiện một loạt cải cách lớn trước khi được bật đèn xanh cho các cuộc đàm phán để gia nhập Liên minh châu Âu. Chủ tịch von der Leyen trao đổi nghị viện châu Âu rằng nước này đang chứng minh có thể đáp ứng các tiêu chí thành viên của EU và nguyện vọng trở thành một phần của khối. Ban điều hành EU đã chính thức trình bày báo cáo mới nhất về tiến triển của Bosnia-Herzegovina vào cuối ngày 12 tháng 3, trước hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU vào tuần tới. Đây được coi là cơ hội cuối cùng để nước này mở các cuộc đàm phán trước cuộc bầu cử châu Âu sẽ diễn ra vào tháng 6. Tất cả 27 quốc gia thành viên EU sẽ phải đồng ý với động thái này trước khi các cuộc đàm phán có thể được tiến hành. Mặc dù ghi nhận các nỗ lực tiến bộ vượt bậc trong năm qua và đã tạo ấn tượng tốt với EU, tuy nhiên Chủ tịch Ủy ban châu Âu chia sẻ nước này cần nỗ lực hơn nữa để sớm được gia nhập Liên minh châu Âu. Bà cũng chia sẻ quốc gia này đã có nhiều cải cách phù hợp với chính sách an ninh và đối ngoại của EU, đồng thời đang nỗ lực cải thiện việc quản lý dòng người di cư trong thời gian qua và áp dụng luật để chống rửa tiền nhằm đảm bảo tốt hơn các điều kiện phù hợp với quy định của EU. Bosnia-Herzegovina đã nộp đơn xin gia nhập EU vào tháng 2 năm 2016 và được trao tư cách ứng cử viên EU vào tháng 12 năm 2022. Ủy ban châu Âu cũng lưu ý rằng Bosnia-Herzegovina đã thực hiện các bước đi quan trọng để cải thiện hệ thống tư pháp, thúc đẩy cuộc xung đột chống tham nhũng, tội phạm có tổ chức cũng như cải thiện việc quản lý di cư. Nhóm G7 vừa qua ra thông cáo, nếu Iran cung cấp tên lửa đạn đạo hoặc công nghệ liên quan cho Nga, chúng tôi sẵn sàng phản ứng nhanh chóng và áp dụng đồng loạt những biện pháp mới đáng kể nhằm chống lại Tehran. G7 là nhóm nước công nghiệp phát triển gồm Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italia. Thông cáo được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin Iran đã cung cấp lượng lớn tên lửa đạn đạo hiện đại cho quân đội Nga để triển khai trong chiến dịch tại Ukraine. Những biện pháp trừng phạt cụ thể không được công bố. Một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng, một trong những phương án đang được giới chức G7 xem xét sẽ chấm dứt hoàn toàn hoạt động của hãng hàng không quốc gia Iran Air tại châu Âu. Người này cho biết, Mỹ chưa thể xác nhận liệu Iran đã chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga hay chưa, nhưng khẳng định Tehran đang tìm cách thúc đẩy đàm phán với Moscow về vấn đề này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng ngày tuyên bố, Washington đã phát thông điệp rất rõ ràng đến Tehran rằng nước này không nên chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Moscow. Giới chức Iran chưa bình luận về thông cáo của G7. Trước đó, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc từng ra tuyên bố phủ nhận cung cấp thông tin tên lửa đạn đạo cho Nga. Tuyên bố có đoạn, mặc dù không có bất kỳ hạn chế pháp lý nào đối với hoạt động mua bán tên lửa đạn đạo, nhưng về mặt đạo đức, Iran có nghĩa vụ ngừng các giao dịch vũ khí trong cuộc xung đột Nga-Ukraine để ngăn chặn nguy cơ gia tăng cường độ giao tranh nghĩa vụ này bắt nguồn từ việc Iran tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây đã trích dẫn các nguồn tin tiết lộ, Iran đã cung cấp cho Nga số lượng lớn tên lửa đạn đạo, đất đối đất, có sức công phá mạnh. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó lên tiếng cảnh báo Iran về phản ứng nhanh chóng và nghiêm khắc nếu Tehran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Moscow. Các biện pháp hạn chế của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với hoạt động xuất khẩu một số loại tên lửa, máy bay không người lái và các công nghệ khác của Iran đã hết hạn từ tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, Mỹ và Liên minh châu Âu EU vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt đối với chương trình tên lửa đạn đạo của Iran do lo ngại nguy cơ nước này xuất khẩu vũ khí cho các lực lượng ủy nhiệm ở Trung Đông và sang Nga. Hồi tháng 1 năm nay, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia nhà Trắng John Kirby cảnh báo rằng Nga sắp mua tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Iran cũng như tên lửa có nguồn gốc từ Triều Tiên. Một quan chức Mỹ nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Iran đang chuyển vũ khí, nhưng có bằng chứng cho thấy các cuộc đàm phán đang tiến triển tích cực. Hợp tác quốc phòng giữa Iran và Nga đã tăng cường đáng kể từ khi Nga triển khai kế hoạch quân sự tại Ukraine. Trước đó vào tháng 11 năm ngoái, Iran thông báo đã hoàn tất các thỏa thuận để Nga cung cấp máy bay chiến đấu Su-35, trực thăng tấn công Mi-28 và máy bay huấn luyện phi công Yak-130. Nhận định về quan hệ Nga-Iran, nhà phân tích George Bru tại tổ chức Á-Âu nói, mối quan hệ mang tính chất giao dịch để đổi lấy máy bay không người lái, Iran mong đợi có thêm hợp tác an ninh và các vũ khí tiên tiến, đặc biệt là máy bay hiện đại xe tăng M55S Slovenia chuyển giao cho Utena không được ký ép tiền dùng và nhiều lần điều chuyển đơn vị biên chế, mới nhất là một lữ đoàn dự bị. Trước đó, Slovenia đã đạt thỏa thuận cung cấp cho Utena hai tấm xe tăng M55S vào tháng 9 năm 2022 để đổi lấy 40 phương tiện quân sự do Đức chế tạo, trong đó có 35 xe tải tăm bánh và 5 xe bồn. Theo trang Army Recognition, M55S là biến thể nâng cấp của dòng xe tăng T-55 được giới công nghiệp quốc phòng Slovenia đưa vào trang bị trong quân đội nước này hồi năm 1999. Xe dài 9,9m, tính cả nóng pháo, rộng 3,5m, khi được lắp các loại giáp bên sườn, cao 2,39m và nặng khoảng 38 tấn. Kiếp chiến đấu của xe có 4 người gồm trưởng xe, lái xe, xạ thủ và liên lạc viên. M-55S được lắp động cơ diesel V-55 có công suất 580 mã lực, Nhờ vậy, xe có thể di chuyển với vận tốc 50 km h trên địa hình bằng phẳng. So với các biến thể khác của xe tăng T-55 chỉ được lắp pháo cỡ nòng 100mm, M-55S được trang bị pháo L-7 M-68 sử dụng cỡ đạn 105mm theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Đồng thời, hệ thống điều khiển hỏa lực I-2 EFC S-3 M-55 lắp trên M-55S có thể giúp xạ thủ bắn hạ mục tiêu đối phương với tỷ lệ chính xác cao hơn. Ukraine tiếp nhận số xe tăng này vào tháng 11 năm 2022 và biên chế chúng cho lữ đoàn cơ giới độc lập số 47, đơn vị có biệt danh nằm đấm thép. Lữ đoàn này được huấn luyện cùng xe tăng M55S trong những tháng tiếp theo, nhằm chuẩn bị cho cuộc phản công quy mô lớn vào giữa năm 2023. Thời điểm Ukraine được Đức và Bồ Đào Nha bàn giao 21 xe tăng Leopard 2A6, mẫu hiện đại hơn nhiều so với dòng M55S. Ngay sau đó đã quyết định biên chế số xe tăng Leopard 2A6 này cho lữ đoàn 47, và điều chuyển 28 xe tăng M55S sang cho lữ đoàn cơ giới độc lập số 67, lực lượng ít được ưu tiên hơn. Chuyên gia quân sự David AC của Ford nhận định, xe tăng M55S được trang bị giáp phản ứng nổ, song lớp thép bên dưới chỉ dày vài trăm mm ở vị trí công nhất. Con số này khá khiêm tốn so với tiêu chuẩn giáp xe tăng hiện nay. Trong khi đó, Leopard 2A6 là một trong những dòng xe tăng được bảo vệ tốt nhất chiến sự. Trong lúc lữ đoàn 47 tham gia cuộc phản công của Ukraine ở mặt trận phía Nam, Lữ đoàn 67 được giao nhiệm vụ phòng thủ ở khu vực thành phố Kremina, phía bắc tỉnh miền đông Lugan. Lực lượng này mất một chiếc M55S do trúng đạn pháo Nga hồi tháng 7 năm 2023. Hình ảnh do Military Land, dự án chuyên theo dõi hoạt động của quân đội Ukraine, chia sẻ ngày 7 tháng 3 cho thấy, 27 xe tăng M55S còn lại một lần nữa được chuyển cho đơn vị khác, lần này là lữ đoàn tăng số 5. Đây là một trong số ít các lữ đoàn còn nguyên vẹn trong lực lượng dự bị của quân đội Ukraine. Lính vệ binh quốc gia Mỹ tập bắn hạ bóng bay bằng súng trường nhằm rèn cách đối phó với drone, vũ khí ngày càng phổ biến trong xung đột. Một quả bóng bay màu hồng treo dưới máy bay không người lái drone trao liệng dữ dội trong gió khi bay qua những ngọn đồi phía tây nam bang Oklahoma của Mỹ. Hai lính vệ binh quốc gia Mỹ theo dõi chuyển động của quả bóng, một người giơ súng trường lên và bóp cò bắn vỡ nó. Quả bóng này mô phỏng drone, loại vũ khí sát thương đang được dùng trong nhiều cuộc xung đột trên thế giới. Quân đội Mỹ đang mở khóa huấn luyện cho binh sĩ từ tất cả quân binh chủng tại căn cứ Fort Hill gần thành phố Oklahoma để huấn luyện cách xác định, giao chiến và bắn hạ drone. Linh Mỹ tham gia khóa học không trực tiếp hạ drone dân dụng có giá vài trăm đô la Mỹ mỗi chiếc. Thay vào đó, bắn bóng bay theo bên dưới. Đây là giải pháp giúp tiết kiệm chi phí đồng thời tăng độ khó trong hoạt động huấn luyện. Jacob Cameron, người phụ trách phương tiện bay của JCU khẳng định, nếu có thể bắn trúng quả bóng bay trong gió ở Oklahoma, bạn có thể hạ được drone. Lính vệ binh quốc gia Mỹ xác nhận điều này, cho biết bóng bay là mục tiêu huấn luyện lý tưởng vì chúng chuyển động khó đoán trong gió. Tuy nhiên, GCU có kế hoạch sử dụng drone in 3D giá rẻ để làm mục tiêu huấn luyện trong 6 đến 8 tháng tới. Trước đó, lục quân Mỹ cũng cho biết, sư đoàn dù số 82 đóng tại căn cứ Fort Liberty là đơn vị đầu tiên trong toàn quân chủng cho binh sĩ huấn luyện dùng máy bay không người lái cỡ nhỏ drone thả đạn vào mục tiêu trên thao trường. Trung tướng Christopher Danahu, tư lệnh quân đoàn dù số 82 của Mỹ cho biết, chúng tôi dùng máy in 3D tạo ra các chi tiết phù hợp để mang những khối thuốc nổ khác nhau. Sau khi thiết bị được thử nghiệm trên thực địa, chúng tôi có thể huấn luyện và sử dụng chúng trong diễn tập bắn đạn thật. Chiến thuật dùng drone thả thuốc nổ được đánh giá ngày càng thay đổi cách thức tác chiến trong xung đột hiện đại. Những chiếc drone giá rẻ và có sẵn trên thị trường từng hạ gục mục tiêu giá trị cao của đối phương như xe tăng, thiết giáp, tổ hợp phòng không. Ngoài ra chúng còn tấn công từng binh lính ẩn náu trong chiến hào. Đại tá Maririk, phát ngôn viên sư đoàn dù 82 cho biết họ đang phối hợp với đơn vị viện trình Fort Liberty cùng các đơn vị khác đóng quân tại căn cứ này, tạo ra các kịch bản thực tế mang tính thách thức để tích hợp drone vào toàn bộ hoạt động huấn luyện. Bảy kịch bản đã được đề xuất để đáp ứng yêu cầu đào tạo và trình độ chuyên môn của các kiếp vận hành, các đội và bộ phận thuộc những đơn vị bộ binh, thiết giáp và linh dù. Máy bay không người lái drone UAV trở thành đặc trưng của cuộc xung đột nga ukraine tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo, vũ khí này có thể sẽ khiến cuộc xung đột bước lên nước thang mới. Mỹ cùng các đồng minh như Vương quốc Anh sẽ chuyển giao hàng nghìn máy bay không người lái, drone UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo AI cho Ukraine để đối đầu với quân đội Nga. Drone ngày càng cho thấy tầm quan trọng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine khi hai bên đã giao tranh sang năm thứ ba, mở ra cuộc đua phát triển công nghệ mới có khả năng định hình chiến trường tương lai. Theo Bloomberg, Nga đang đẩy mạnh sản xuất drone quân sự nội địa với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Iran. Nguồn tin của Bloomberg nhận định, mặc dù các drone AI không thể thay thế hoàn toàn cho đạn pháo, song chúng giúp thu hẹp khoảng cách giữa hai bên và tạo ra những cục diện mới trên chiến trường. Các rô tích hợp AI này sẽ được triển khai theo đội hình lớn, có khả năng liên lạc với từng thiết bị để nhắm vào các vị trí kẻ thù mà không cần người điều khiển từng chiếc. Giới chức Israel thông báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu tham gia cuộc họp nội các thời chiến phê chuẩn kế hoạch của quân đội nhằm tiến quân vào thành phố Rafah ở phía nam giải Gaza văn phòng thủ tướng israel cho hay quân đội đang chuẩn bị cho chiến dịch cũng như hoạt động sơ tán dân thường nhưng không tiết lộ thời điểm phát động kế hoạch thủ tướng netanyahu cũng bác bỏ đề xuất ngừng bắn trao đổi con tin israel lấy tù nhân palestine do hamas đề xuất chỉ trích những điều khoản do nhóm vũ trang đưa ra vẫn còn quá vô lý ông cũng thông báo sẽ cử phái đoàn đến qatar để tiếp tục đàm phán hòa bình sau khi nội các an ninh thảo luận về quan điểm và vị thế của israel trong khi đó, Ngoại trưởng Blinken cho hay Mỹ đang làm việc tích cực với Israel, Qatar, Ai Cập để thu hẹp những khoảng cách còn tồn tại và cố gắng đạt được một thỏa thuận. Mỹ muốn thấy một kế hoạch rõ ràng và khả thi cho Rafa, bao gồm cả việc đưa dân thường thoát khỏi vòng nguy hiểm. Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra ngày 15 tháng 3 sau khi văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo về việc phê chuẩn chiến dịch tiến quân vào Rafah. Phát biểu trước báo giới, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh: "Chúng tôi đang làm việc tích cực với Israel, Qatar, Ai Cập để thu hẹp những khoảng cách còn tồn tại và cố gắng đạt được một thỏa thuận. Phía Israel cũng đã gửi trở lại một nhóm đàm phán để theo đuổi vấn đề này và tôi nghĩ điều này phản ánh khả năng cũng như sự cấp bách để đạt được một thỏa thuận, một lệnh ngừng bắn, đưa các con tin trở lại cũng như để nhận được nhiều hỗ trợ nhân đạo hơn nữa." Đây là điều mà chúng tôi cam kết thực hiện và chúng tôi sẽ làm việc bền bỉ và kiên trì nhất có thể để hoàn thành điều đó. Trong diễn biến có liên quan, ngày 15 tháng 3, Nhà Trắng đã phát tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhân ngày quốc tế chống bài trừ hồi giáo. Tổng thống Biden đã đề cập đến vấn đề bạo lực và sự thù hận mà người hồi giáo trên toàn thế giới thường xuyên phải đối mặt. Ông cho biết Mỹ đang nỗ lực hết sức để xây dựng một thế giới nơi mọi người thuộc mọi tín ngưỡng và mọi thành phần đều được sống tự do mà không lo bị đàn áp. Tổng thống Biden nhấn mạnh nỗi ám ảnh hồi giáo không có chỗ đứng ở Mỹ, song không ít người hồi giáo vẫn đang phải chịu đựng sự sợ hãi vô căn cứ, sự phân biệt đối xử trắng trợn, quấy rối và bạo lực trong cuộc sống hàng ngày. Trong ngày kỷ niệm này, ông Biden đã nhắc lại vụ việc ngày này 5 năm trước, một tay súng đã bắn vào những người hành lễ tại đền thờ hồi giáo Anor và trung tâm hồi giáo Linwood ở Christchurch, New Zealand, khiến 51 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhớ đến Wadia Al-Fajome, một cậu bé 6 tuổi người Mỹ gốc Palestine bị sát hại dã man tại nhà riêng vào mùa thu năm ngoái. Theo ông, đây là lời nhắc nhở tàn khốc về việc tất cả người Mỹ phải kiên quyết đứng lên chống lại sự ghét bỏ người Hồi giáo. Ông cho biết, năm 2022, chính quyền Mỹ đã thành lập Ủy ban Chính sách Liên ngành chống lại tư tưởng bài Hồi giáo, bài Do Thái, cũng như các thành kiến và sự phân biệt đối xử liên quan. Hiện tại, Mỹ đang soạn thảo chiến lược quốc gia đầu tiên chống lại các hình thức thiên vị, phân biệt đối xử tôn giáo. Mục tiêu của chiến lược là huy động nỗ lực của toàn xã hội nhằm chống lại mọi hình thức thù hận, phân biệt đối xử và thành kiến đối với các cộng đồng Hồi giáo, đạo Sikh ở Nam Á và người Mỹ gốc Ả Rập, đồng thời nâng cao nhận thức về di sản và những đóng góp vô giá của cộng đồng người Hồi giáo cho nước Mỹ. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đang đẩy mạnh tăng cường an ninh cho các đền thờ Hồi giáo và những nơi thờ cúng khác, nỗ lực ngăn chặn các hành động tội ác nhằm vào các cộng đồng dễ bị tổn thương tiếp tục thực hiện chiến lược quốc gia chống chủ nghĩa bài Do Thái và thúc đẩy sáng kiến của nhà trắng về bạo lực có động cơ thù hận. Tuyên bố nhân ngày quốc tế chống bài trừ hồi giáo của tổng thống Biden đã thể hiện rõ những bước đi cụ thể của Mỹ trong việc nỗ lực tạo dựng một môi trường sống bình đẳng cho mọi người dân thuộc các tôn giáo khác nhau. Ông Biden thừa nhận mặc dù những nỗ lực này chưa thực sự được như mong đợi nhưng chính quyền của ông chưa bao giờ có ý định từ bỏ. AFP ngày 15 tháng 3 dẫn nguồn tin từ hai nhóm vũ trang Hamas và Hồi giáo Jihad Palestine, PIJ, tại giải Gaza cho biết, các lãnh đạo của hai nhóm và phong trào mặt trận nhân dân giải phóng Palestine, PLFP, đã tổ chức cuộc gặp quan trọng với đại diện lực lượng Houthi tới từ Yemen. Các nguồn tin không tiết lộ địa điểm diễn ra sự kiện. Tại cuộc gặp, họ đã thảo luận về cơ chế phối hợp hành động kháng cự cho giai đoạn tiếp theo của xung đột tại giải Gaza, cũng như khả năng Israel mở chiến dịch trên bộ vào Rafah thành phố cực nam ở dài đất đại diện Houthi cũng xác nhận lực lượng này sẽ tiếp tục tấn công các tuyến hàng hải trên biển đỏ để hỗ trợ cuộc kháng chiến của người Palestine được biết Hamas và Houthi là đồng minh trong trục kháng chiến do Iran thành lập tại Trung Đông để chống Israel và phương Tây nhóm vũ trang tại Yemen bắt đầu tấn công tuyến hàng hải quốc tế trên biển đỏ và vịnh Aden kể từ tháng 11 năm 2023 trong chiến dịch mà họ tuyên bố nhằm thể hiện tinh đoàn kết với người Palestine ở Gaza nơi Israel đang tiến hành cuộc giao tranh chống Hamas trong diễn biến có liên quan. Theo Reuters, thủ lĩnh Houthi Abdul Malik Al-Houthi vừa qua tuyên bố hoạt động của lực lượng này nhắm vào các tàu sẽ được mở rộng để ngăn chặn những tàu liên kết với Israel đi qua Ấn Độ Dương hướng tới mũi hảo vọng thuộc Nam Phi. Ông Al-Houthi nhấn mạnh trong bài phát biểu trên truyền hình, trận chiến chính của chúng tôi là ngăn chặn các tàu có liên kết với kẻ thù Israel đi qua, không chỉ biển Ả Rập, biển Đỏ và Vịnh Aden mà còn cả Ấn Độ Dương tới mũi hảo vọng. Đây là một bước quan trọng và chúng tôi đã bắt đầu thực hiện các hoạt động liên quan. Ông An Houthi còn nói rằng Houthi đã sử dụng 58 tên lửa cho 12 hoạt động nhắm mục tiêu và các tàu thương mại và quân sự ở Biển Đỏ, Vịnh Aden và Biển Ả Rập. Mặt khác, ông An Houthi cho hay đã có 34 thành viên Houthi thiệt mạng kể từ khi lực lượng này bắt đầu tiến hành tấn công vào các tàu ở Biển Đỏ và Vịnh Aden trong tháng 11 năm 2023, nhằm thể hiện đoàn kết với người Palestine trong xung đột Hamas-Israel ở giải Gaza. Sau phát ngôn trên của ông An Houthi, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom cáo buộc Houthi phóng hai tên lửa đạn đạo chống hạm về phía Biển Đỏ và hai tên lửa về phía Vịnh Aden. Sencom tuyên bố đã phá hủy 9 tên lửa đạn đạo chống hạm và hai máy bay không người lái trong những khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải và làm cho các vùng biển quốc tế an toàn hơn đối với các tàu buôn và tàu hải quân của Mỹ. Cũng liên quan đến tình hình căng thẳng ở Trung Đông, Ai Cập và Tây Ban Nha vừa qua đã lên tiếng phản đối gia tăng xung đột ở dài Gaza đồng thời cảnh báo hậu quả nhân đạo thảm khốc từ bất kỳ hoạt động quân sự nào của Israel nhằm vào thành phố Rafah của Palestine. Quan điểm trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Abares thăm Cairo. Phủ Tổng thống Ai Cập cho biết trong cuộc gặp hai bên đã nhất trí phản đối các biện pháp có thể dẫn đến nguy cơ hủy bỏ sự nghiệp chính nghĩa của người Palestine, trong đó có chính sách cưỡng bức di dời người Palestine. Hai bên kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza cung cấp đầy đủ và lâu dài viện trợ nhân đạo cho giải đất này cũng như hỗ trợ cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc, UNRWA thực hiện vai trò nhân đạo. Ai Cập và Tây Ban Nha ủng hộ những bước đi rõ ràng và cụ thể của cộng đồng quốc tế nhằm công nhận nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc. Tuyên bố nhận định, bước đi này mở đường cho mục tiêu kích hoạt giải pháp hai nhà nước, làm cơ sở để khôi phục an ninh và ổn định khu vực. Cơ quan y tế địa phương cáo buộc Lực lượng Israel nổ súng vào dân thường đang chờ nhận hàng viện trợ tại Gaza City, khiến 20 người thiệt mạng. Ông Mohammed Gurab, lãnh đạo đơn vị cấp cứu tại một bệnh viện phía bắc giải Gaza cho biết, lực lượng Israel ngày 14 tháng 3 bắn thẳng vào những người đang tập trung tại vòng xuyến để chờ xe tải chở thực phẩm. Theo cơ quan y tế giải Gaza, vụ nổ súng khiến 20 người thiệt mạng và 155 người bị thương. Lực lượng phòng vệ Israel IDF sau đó khẳng định họ không nổ súng vào những người chờ nhận viện trợ nói trên thông tin quân đội israel tấn công hàng chục người ở gaza tại điểm phân phối hàng viện trợ là sai idf cho biết chúng tôi đang phân tích kỹ lưỡng sự việc này vụ nổ súng diễn ra trong lúc các bên tăng cường nỗ lực để chuyển thêm hàng viện trợ tới giải gaza khu vực bị tàn phá trong cuộc xung đột israel hamas nhiều cơ quan của liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ xảy ra nạn đói tại giải gaza nhiều quốc gia phải điều máy bay để thả hàng viện trợ xuống giải gaza do khả năng tiếp cận khu vực bằng đường bộ qua ai cập và israel còn hạn chế đức thông báo sẽ tham gia nỗ lực thả hàng hóa xuống giải gaza trước đó trong một bài phát biểu, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tái khẳng định mục tiêu loại bỏ phong trào Hamas của người Palestine, nhấn mạnh rằng không có áp lực quốc tế hay sự chỉ trích nào liên quan tới thương vong của dân thường sẽ ngăn cản Israel khi sự sống còn của họ đang bị đe dọa và một chiến thắng toàn diện nằm trong tầm tay. Trong một bài phát biểu qua video trước tổ chức AIPAC thân Israel ở Washington, thủ tướng Netanyahu tuyên bố sẽ tiến hành tấn công tại Rafah, một thành phố lớn gần biên giới Gaza và Ai Cập thành phố này và khu vực xung quanh trở nên đông đúc người tị nạn sau khi lực lượng phòng vệ Israel IDF chỉ thị cho người Palestine tháo chạy khỏi phần phía bắc của vùng đất này. Nhà lãnh đạo Israel liên tục bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn của quốc tế, cho rằng IDF phải dọn sạch các thành trì còn lại của Hamas. Thủ tướng Netanyahu khẳng định, để giành được chiến thắng trong cuộc giao tranh này, chúng ta phải loại bỏ các tiểu đoàn Hamas còn lại ở Rafah. Nếu không, Hamas sẽ tập hợp lại, tái vũ trang và tái chiếm Gaza, và sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại chiến trường và đó là một mối đe dọa không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ hoàn thành công việc ở Rafah, đồng thời giúp dân thường thoát khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên, ông Netanyahu tuyên bố kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, IDF đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu thương vong cho dân thường mà chưa có quân đội nào khác thực hiện trong lịch sử. Ông nói thêm, chúng tôi sẽ loại bỏ hoàn toàn Hamas, giải phóng con tin và đảm bảo rằng Gaza sẽ không bao giờ gây ra mối đe dọa cho Israel nữa. Ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe đa số Đảng Dân Chủ tại Thượng viện Mỹ vừa qua có phát biểu về cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, cuộc xung đột ở giải Gaza và vai trò của lãnh đạo Israel. Ông nói Israel là một quốc gia dân chủ và có quyền bầu ra lãnh đạo của họ. Tuy nhiên điều quan trọng là người dân Israel phải được trao quyền lựa chọn. Ông Schumer cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là một trong bốn thách thức lớn đối với giải pháp hai nhà nước Israel, Palestine và hòa bình khu vực. Ông nói Israel cần có những tranh luận mới về tương lai đất nước sau sự kiện ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023 và cách tốt nhất để làm điều này là tổ chức bầu cử. Ông Schumer nhận định Thủ tướng Netanyahu đã xây dựng đội ngũ với quá nhiều thành viên cực đoan cánh hữu. Ông cũng chỉ trích lãnh đạo Israel quá dễ dàng xem thường thương vong dân thường ở giải Gaza, khiến cho uy tín của Israel trên toàn thế giới ở mức thấp nhất lịch sử. Ông Schumer cho rằng sẽ là một sai lầm nghiêm trọng đối với Israel nếu nước này từ chối giải pháp hai nhà nước, đồng thời kêu gọi các nhà đàm phán trong cuộc xung đột Hamas-Israel làm mọi cách có thể để đảm bảo lệnh ngừng bắn, giải phóng con tin và đưa viện trợ vào Gaza. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng ông Schumer đã thông báo trước cho Nhà Trắng về bài phát biểu. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyền của ông ấy. Ông ấy được nói những nhận xét đó và tự mình quyết định những gì bản thân sẽ nói trước Thượng viện. Khi được hỏi liệu Washington có cho rằng Israel nên tổ chức bầu cử sau chiến tranh hay không, ông Kirby nói, điều đó tùy thuộc vào người Israel. Trước các phát biểu trên, người phát ngôn của văn phòng thủ tướng Israel cho biết, hiện tại chưa có bình luận nào được đưa ra. Ngoài ra, ông Skimmer cũng chỉ trích những người Palestine ủng hộ Hamas và nói rằng tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng nên từ chức. Trước đó, tranh cãi trở nên căng thẳng giữa hai đồng minh thân thiết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói cuộc xung đột ở Gaza đang làm tổn hại Israel nhiều hơn là giúp ích cho nước này. Ông Biden nói ông Netanyahu phải để tâm đến những sinh mạng vô tội đang mất đi do hậu quả của các hành động đang được thực hiện ở Gaza. Đồng thời lập trường của thủ tướng Israel đang gây bất lợi cho lợi ích của Tel Aviv. Thủ tướng Netanyahu lên tiếng đáp trả bình luận của ông Biden rằng nếu ý của ông Biden là tôi đang theo đuổi một chính sách riêng chống lại đa số và mong muốn của đa số người Israel và điều này đang làm tổn hại đến lợi ích của Israel thì ông ấy đã sai về cả hai khía cạnh. Ông Biden cũng cảnh báo việc Israel tiến vào thành phố Rafah ở phía nam giải Gaza là lằn ranh đỏ với đương kim Tổng thống Mỹ, nhưng cũng khẳng định Washington sẽ không rời bỏ Tel Aviv. Ngày 15 tháng 3. Anh thông báo một tàu buôn của nước này đã bị hư hại do cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi ở khu vực Biển Đỏ, ngoài khơi Yemen. Công ty An ninh Hàng hải Ampray Anh cho biết vụ tấn công đã gây ra một số thiệt hại, song rất may là không có thương vong được báo cáo và con tàu đã có thể tiếp tục cuộc hành trình. Hôm 14 tháng 3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cũng cáo buộc lực lượng Houthi đã phóng hai tên lửa đạn đạo chống hạm từ Yemen về phía Vịnh Aden và hai tên lửa về phía Biển Đỏ. Theo Reuters, Bộ này khẳng định cuộc tấn công này của Houthi xảy ra vào ngày 14 tháng 3 nhưng không có thương tích hoặc thiệt hại nào được báo cáo đối với các tàu của Mỹ hoặc liên minh ở khu vực. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ còn tuyên bố đã phá hủy 9 tên lửa chống hạm và 2 máy bay không người lái ở các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Trước đó cùng ngày, Thủ lĩnh Houthi Abdul Malik Al-Houthi tuyên bố các hoạt động của lực lượng này nhắm vào các tàu sẽ được mở rộng để ngăn chặn những tàu liên kết với Israel đi qua Ấn Độ Dương hướng tới mũi hảo vọng thuộc Nam Phi. Ông Al-Houthi nhấn mạnh trong bài phát biểu trên truyền hình Trận chiến chính của chúng tôi là ngăn chặn các tàu có liên hệ với kẻ thù Israel đi qua không chỉ biển Ả Rập, biển Đỏ và Vịnh Aden mà còn cả Ấn Độ Dương tới mũi hào vọng. Đây là một bước tiến quan trọng và chúng tôi đã bắt đầu thực hiện các hoạt động liên quan. Cũng trong ngày 14 tháng 3, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen, Hans Grunberg đã nêu bật sự cần thiết phải đạt được thỏa thuận ngừng bắn trên phạm vi toàn quốc ở Yemen. Cùng với đó là các giải pháp góp phần cải thiện đời sống của người dân tại đất nước bị chiến tranh tàn phá này ông grunberg trong phiên thảo luận mở về tình hình yemen đã bày tỏ thất vọng trước tình trạng không thể đạt được những cột mốc then chốt mà người dân yemen yêu cầu vào tháng lễ ramadan của người hồi giáo đặc phái viên liên hợp quốc nêu quan điểm không gian cho trung gian hòa giải đã trở nên phức tạp hơn dù chúng ta nỗ lực tách bạch tiến trình chính trị với các diễn biến khu vực kể từ sau khi nổ ra cuộc chiến ở gaza tôi vẫn phải nhắc lại một điều rằng những gì xảy ra trong phạm vi khu vực ảnh hưởng tới yemen và diễn biến ở yemen có thể tác động đến khu vực Ông Grunberg nhấn mạnh các vụ tấn công gần đây của Houthi nhằm vào tàu thuyền trên biển đỏ và vịnh Aden, cùng với đó là đòn đáp trả của liên quân Mỹ Anh đang làm leo thang căng thẳng, gây lo ngại về nguy cơ đẩy Yemen trở lại vũng lầy xung đột lan rộng. Trong kịch bản tồi tệ nhất, các bên có thể quyết định can dự bằng chủ nghĩa phiêu lưu quân sự mạo hiểm, khiến Yemen rơi vào vòng xoáy chiến tranh mới. Cũng tại phiên thảo luận, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên tiếng về tình hình Yemen, nhất là diễn biến gần đây trên biển đỏ đại diện của mỹ anh pháp lên án những cuộc tấn công gần đây của houthi coi lực lượng này là tác nhân duy nhất làm leo thang căng thẳng đe dọa thương mại hàng hải quốc tế trong khi đó nga trung quốc phản đối hành động tấn công tàu thương mại ở biển đỏ đề cập đến mối liên hệ giữa xung đột ở gaza và hành động của houthi đồng thời chỉ trích mỹ anh tấn công yemen mà chưa được sự đồng ý chấp thuận của hội đồng bảo an truyền thông iran đã bác bỏ thông tin nói rằng nước này và mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán bí mật liên quan đến các cuộc tấn công của lực lượng houthi ở yemen nhằm vào tuyến hàng hải trên biển đỏ hãng thông tấn chính thức irna của iran khẳng định nước này đã không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán bí mật nào với mỹ về chủ đề này theo nguồn tin các trao đổi thông tin và liên lạc gián tiếp giữa hai bên thời gian qua chỉ tập trung vào vấn đề dỡ bỏ cấm vận chống iran hoàn toàn không liên quan đến cuộc khủng hoảng tại biển đỏ khẳng định của hãng thông tấn iran được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một loạt nguồn tin khu vực và quốc tế cho biết Iran và mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp bí mật tại oman về tình hình căng thẳng trên biển đỏ mục tiêu và cũng là nội dung trọng tâm của các cuộc thương lượng là mỹ thuyết phục iran dùng ảnh hưởng của mình để buộc lực lượng houthi chấm dứt các cuộc tấn công vào tuyến hàng hải quốc tế trên biển đỏ iran được cho là bên có ảnh hưởng cùng như quan hệ chặt chẽ với nhóm houthi lực lượng đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các tàu trên biển đỏ thời gian qua để phản đối chiến dịch quân sự của israel tại giải gaza trong cuộc trả lời phỏng vấn một nguồn tin Ả Rập, đại sứ Mỹ tại Yemen Steven Fagin cáo buộc Iran vẫn đang tiếp tục tài trợ vũ khí và thông tin tình báo cho Houthi thực hiện các cuộc tấn công. Trước đó, dẫn thông cáo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ sencom cho hay, lực lượng này đã tịch thu lô vũ khí hiện đại trên đường từ Iran chuyển đến các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Lực lượng tuần duyên Mỹ phát hiện hơn 200 kiện vũ khí sát thương trên một chiếc tàu dự định cung cấp cho Houthi, gồm các linh kiện tàu không người lái, chất nổ, thiết bị mạng, cụm bệ phóng tên lửa chống tăng, các bộ phận của tên lửa đạn đạo tầm trung và các thiết bị sát thương khác. Theo thông cáo, đây là một ví dụ khác về hoạt động ác ý của Iran trong khu vực. Việc họ tiếp tục cung cấp vũ khí hiện đại cho Houthi là vi phạm trực tiếp luật pháp quốc tế và tiếp tục làm suy yếu sự an toàn của vận chuyển quốc tế và dòng chảy thương mại tự do. Mặt khác, Cơ quan Quản lý Hoạt động Thương mại Biển của Anh, UKMTO, cho biết đã nhận được báo cáo về một vụ nổ lớn xảy ra tại vị trí cách cảng Aden của Yemen khoảng 50 hải lý, 80 km về phía đông nam. Báo cáo do một tàu thương mại đang lưu thông tại khu vực cung cấp. Vụ nổ không gây ra bất kỳ thương vong hay hư hại nào cho con tàu cung cấp thông tin cũng như các phương tiện khác gần đó. UKMTO nhận định đây có thể là một cuộc tấn công, nhưng không cho biết chi tiết. Trong khi đó, một số nguồn tin Ả Rập khẳng định vụ nổ là kết quả của một cuộc tấn công bằng tên lửa do lực lượng hầu thi tại Yemen thực hiện. Thông báo của UKMTO, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông, Sencom cho biết, Hầu Thì đã bắn một quả tên lửa đạn đạo đối hạm từ khu vực mà nhóm này đang kiểm soát ở Yemen hướng về phía Vịnh Aden. Cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thiệt hại nào về người hay phương tiện trên biển đỏ. Ngày 14 tháng 3, thẩm phán liên bang Alien Cannon ở bang Florida đã bác bỏ yêu cầu của cựu Tổng thống Donald Trump đề nghị hủy vụ án hình sự Liên quan tới cáo buộc ông đã giữ trái phép các tài liệu mật sau khi rời nhà trắng vào năm 2021, phán quyết được đưa ra chỉ vài giờ sau phiên tòa, nơi các luật sư của ông Trump lập luận rằng các cáo buộc trong vụ án mang tính chất mơ hồ và không chính đáng. Theo các luật sư, ông Trump không thừa nhận tội danh và muốn bác bỏ vụ án vì lý do số tài liệu này mang tính chất cá nhân, không phải tài sản nhà nước, do đó ông có quyền tự do sử dụng các tài liệu đó theo ý muốn. Thẩm phán Cần Đông cho rằng việc hủy bỏ cáo buộc là không có cơ sở. Theo bà các câu hỏi từ luật sư của ông Trump cần được xem xét nghiêm túc nhưng chưa nên được quyết định vào thời điểm này. Đây cũng là phiên tòa thứ hai trong tháng liên quan đến vụ án tài liệu mật ở Florida. Hiện tại vẫn chưa rõ thời điểm chính thức bắt đầu vụ xét xử. Song công tố viên đặc biệt Jack Smith, người phụ trách vụ án, đã đề nghị có thể bắt đầu phiên xét xử vào tháng 7 năm 2024. Về phần mình, ông Trump đề xuất hoãn xét xử sang tháng 8. Tuy nhiên, các luật sư của ông cũng hy vọng có thể trì hoãn việc này cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 11. Vụ án tài liệu mật là một trong bốn vụ án hình sự mà cựu Tổng thống Mỹ phải đối mặt trong lúc tranh cử vào Nhà Trắng. Ngoài ra, phiên tòa xét xử ông Trump trong vụ án thứ tư ở bang New York liên quan đến việc trả tiền để biệt miệng một ngôi sao khiêu dâm Daniel dự kiến bắt đầu vào ngày 25 tháng 3. Cách đây vài ngày, nhóm luật sư của ông Trump yêu cầu thẩm phán New York Joan Manuel Merchant hoãn phiên tòa cấp bang xử cáo buộc cựu tổng thống chi tiền bịt miệng sau khiêu dâm Stormy Daniel cho đến khi tòa án tối cao ra phán quyết về quyền miễn tố của ông. Tòa án tối cao Mỹ dự kiến nghe những tranh luận trong vụ kiện về quyền miễn trừ truy tố của ông Trump vào ngày 25 tháng 4 và có thể đưa ra phán quyết về vấn đề này vào tháng 6 hoặc tháng 7. Cựu tổng thống trước đó bị truy tố ba từ cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng Daniel, em thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Phiên tòa đầu tiên về vụ này sẽ diễn ra ngày 25 tháng 3 tại tòa án bang New York ở Manhattan. Cựu tổng thống Trump 17 tuổi đang bị loạt vấn đề pháp lý bùa vây trước thềm bầu cử tháng 11 ông gần như chắc chắn trở thành ứng viên tổng thống của đảng cộng hòa sau khi đối thủ duy nhất nikki haley đã rụt lui